Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của mình. Chào cả nhà. Đây em Nguyên cả nhà. Hôm nay anh em mình đi xuống biển quay review cho cả nhà mình xem. Biển ở đây ngày xưa gọi là biển Bà Già cả nhà. Dân địa phương ở đây gọi như vậy. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày xây cái công viên biển Bình Sơn lên á thì ở đây người ta gọi tên là biển Bình Sơn, còn gọi phải đúng không? Gọi là biển Ninh Chữ nữa hả? Mình Ninh Chữ ngoài kia anh. Ninh Chữ ngoài kia. À đây là biển Bình Sơn đúng không? Ở đây là biển Bình Sơn nha cả nhà. Nếu cả nhà mình đi mà từ ngay trung tâm thành phố là chỗ quảng trường Phan Rang á, mình chạy thẳng xuống là một đường duy nhất thôi, mình chạy thẳng xuống cuối đường là tới biển Bình Sơn này cả nhà. Đấy, bên phía sau mình là có một cái khách sạn Long Thuận. Mình có thể thuê mình nghỉ ở đó và mình bước ra đây khoảng vài chục bước chân là tới biển cả nhà. Bên đây thì có cái nhà hàng. Một cái nhà hàng để mình có thể mình tắm biển lên xong mình có thể mình ăn uống ở trong đây luôn cả nhà. Thì hôm nay anh em mình xuống đây chơi tại vì buổi chiều ở đây á người dân ở đây á đi biển Bình Sơn này nhiều lắm cả nhà. Buổi chiều là bắt đầu gia đình đồ hay tụ họp dắt xuống dưới đây để mà tắm biển rồi hóng gió này cả nhà, rồi có ăn uống đồ á. Ở đây ngày xưa giờ mình còn nhỏ là mình cũng hay đi xuống đây lắm cả nhà. Hay đi xuống đây chơi ăn uống nè. Em còn nhỏ em có hay đi xuống đây không? Có anh đạp xe đạp á. Ủa có hả? Em đạp xe đạp nữa hả? Đạp xe đạp Mạch Tinh ngày xưa mà em không có xe, bạn em chở không mà. Ủa gì hả? Chạy xong rồi có khi tụi em chạy ra một Bình Thi á, sụp cái ổ gà hướng vậy nè. Chổng xe xuống vậy nè, lộn cùi quanh kia luôn á. Giống anh hồi đó anh còn nhỏ cũng vậy á. Hồi đó là mình còn nhỏ, mình với lại mấy đứa bạn hay đạp xe đạp. Đạp xe đạp mà từ ở trên làng mình mà đạp đi xuống đây là đi để chỉ để đi tắm biển thôi cả nhà. Tắm biển không về thôi. Mà hồi đó mình đi á thấy nhanh hả? Bây giờ đi xe đạp em đi không nở. Có cây ở đây mà điều cây chưa trồng nhiều quá. Cho nên là thường người ta xuống rất là trễ cả nhà, từ chiều tầm 4 giờ mấy 5 giờ là mình đi xuống biển là vừa. Đấy. Cả nhà thấy phía sau mình không? Mọi người ngồi chơi kiểu như là hóng gió. Ở đây là một cái eo. Biển Bình Sơn ở đây là có là một cái eo biển cho nên là biển là sóng không có mạnh lắm cả nhà. Nhưng mà được con cái là gió rất là mát cho nên là bà con xuống dưới đây ngồi rất là đông, chơi rất là nhiều luôn cả nhà. Đấy, hướng bên đây thì có để mấy cái đồ chơi con vịt rồi mấy cái đồ cho dành cho mấy trẻ em á. Đây, mọi người đang chơi, ai muốn tắm biển thì xuống dưới kia mình tắm cả nhà. Cái khúc chỗ này là không có, chỉ có xa xa kia là có những cái tàu nhỏ nhỏ, hình như là không biết người ta nuôi cái gì ngồi đó, nhưng mà có những cái thúng á cả nhà. Còn phía sau bên chỗ này nè, quay qua đây cho cả nhà coi bên đây nha. Phía sau bên chỗ đây á thì không có một cái ghe, một cái thúng hay một bất cứ thứ gì hết, chỉ có là biển thôi. Khu vực này chỉ dành để tắm thôi cả nhà. Rác đổ ở đây thì có thùng rác, cứ cách khoảng vài bước chân là một thùng rác, rác là gom sạch sẽ hết cả nhà. Bãi đây là chỉ có cát thôi, nói chung là giữ gìn vệ sinh rất là sạch sẽ cả nhà. Nó mình quay cả nhà mình cũng thấy mọi người ở đây ăn uống là trải bạt ra ngồi ăn uống xong rồi rác là gom cái thùng rác kế bên là bỏ vào luôn chứ không có xả lung tung hết. Mấy cô ở đây thì cũng bán chiều thì bán bánh tráng nướng hả? Bánh tráng nướng, trứng cút, bánh tráng ruốc. Bánh tráng ruốc là xôi chiên. Có trứng gà nướng người ta lâu rồi không đi. Có trứng cút nướng anh. Rồi có mực nướng không? Có mực nhưng mà tùy người mực, bán. Mực để dùng cho người ta uống bia đồ cả nhà. Xuống biển người ta hay uống bia. Đấy. Thì mấy cô bán thì thường là chiều tối mát. Mát mát mấy cô bán tới tối lận cả nhà. Chứ giờ này là chưa có bán đâu, giờ này còn sớm. Với lại mấy chú dân quân là cứ hay đi kiểu đi trực xung quanh đó, là sợ mấy cô là bày đồ ra mấy cô bán lung tung là người ta ngồi chơi không được á. Cho nên là giờ này chưa có bán đâu cả nhà. Tí nữa mới bán lận. Ở đây thì đa số mọi người đi chơi á, mọi người rất là giữ trật tự nha cả nhà. Chơi là không có lộn xộn, kiểu như là đánh bóng thì mình thấy có cái khu vực đánh bóng từ xa có. Còn cái khu nào mà để tập trung mình ngồi nói chuyện, mình ăn uống, mình chơi là người ta sẽ ngồi có khu nha. Bây giờ là đang tắm biển rất là đông luôn cả nhà. Nhưng mà mình đi xuống biển là chưa bao giờ mình tắm biển luôn. Em có tắm biển không? Có chứ. Có hả? Mình đi xuống biển ít khi nào mình tắm biển lắm cả nhà. Đấy. Cho nên là mình chỉ yếu là đi dạo rồi đi hóng gió rồi thôi. Dạ. Dạ. Cho nên là bây giờ là anh em mình sẽ đi một vòng, mời cả nhà cùng theo chân anh em tụi mình nha.
cả nhà. Ở đây mọi người đang tắm biển rất là đông luôn cả nhà. Mình thì ít khi nào mình tắm biển lắm. Tại vì nói chung là tùy hứng rồi nha. Mình đi biển là tùy hứng, có lúc mình tắm, có lúc mình không tắm. Và biển hôm nay mình thấy là rất là trong nha cả nhà, rất là sạch. Biển rất là trong luôn. Đánh sóng vô trong này thì có cát có đồ thì hơi đen thôi, chứ ra cạnh người kia tắm là rất là sạch luôn cả nhà. Này nước trong anh. Bữa nay nước sạch đúng không? Nước biển rất là sạch. Đấy. Chiều chiều mình đi tắm biển là mình cảm thấy người mình nó khỏe cả nhà. Còn không á, mình đi lúc mà sáng sớm á, sáng sớm mà cỡ 5 giờ nha, 5 giờ là bắt đầu. Hồi đó là 5 giờ là anh hay đạp xe đạp đi lắm. Ủa 5 giờ rồi anh xuống đây mấy giờ? Hả? 5 giờ anh xuống đây là tầm gần 6 giờ. 5 giờ rưỡi 6 giờ. Rồi sao anh tắm? Sao không tắm? Em đi là em đi, nếu mà trên em đi xuống đây là 4 giờ đi. Trời ơi, dữ vậy hả? Anh là 5 giờ là anh đạp xuống đây này. Xuống đây tối rồi sao anh tắm? Anh đạp xuống đây là anh tắm là vừa luôn. Cả nhà ơi, đi tắm biển vô tình gặp bạn Vương bị ai rượt xuống dưới biển á cả nhà, mà bị ướt hết. Ướt nhẹp luôn rồi. Ai rượt chạy đến đây vậy? Hả? Ai rượt chạy đến đây mà ướt nhẹp hết vậy? Giờ tương lai. Ủa giờ tương lai. Ủa Vương nói hỏi nhỏ. Vương nhớ ngày nào Vương lên nhà Minh, Vương nói Vương không yêu nữa đâu mà. Mà bây giờ thì hết năm rồi. Hết năm rồi. Hết năm rồi. Qua năm mới rồi. Qua năm mới rồi nó phải đủ mới chứ. Đúng không? Dạ đó mà Vương không yêu nữa đâu, đau lòng lắm. Đó cười quá cả nhà. Tự nhiên bữa nay gặp Vương ở đây, đi từ nào mà ướt hết vậy? Mới vừa xuống à. Vậy hả? Thì đi với lại một đứa em với lại mấy đứa cháu, lạnh quá nên tắm trước. À vậy hả? Tắm nước hả? Ngọt. Chiều nay là chiều nay tắm xong rồi làm gì? Tắm xong về ăn rồi ngủ. Vậy hả? Ngủ mai tiếp tục công trình làm tiếp. Bữa giờ công việc rồi sao rồi? Nói chung là cũng bình ổn ổn. Nãy giờ cũng chưa chào đúng không? À, chào cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và quý vị ở trên kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì biển ở đây thì rất là mát và rất là thú vị. Chiều nóng không có quẹt gió thì ra đây thì cũng có gió một tí xíu, cũng mát cũng mát lạnh. Nói chung là Ninh Thuận mình nắng hạn cả nhà. Mùa này nắng dữ lắm. Chiều đi tắm biển phải nói là để nói chung là người mình nó giải nhiệt bớt đi, nó nóng quá cả nhà. Trời nắng nóng kinh khủng luôn. Xuống đây thì mình ở đây mình đi dắt em Nguyên hàng xóm đi review biển nè, ăn uống đồ, xong vô tình gặp bạn Vương đó nha. Ăn bánh tráng chưa? Qua ăn chung với mình hả? Ăn bánh tráng hả? Vợ của Vương đang tắm ở dưới kia. Đù gì hả? Coi chừng xuống bảo vệ coi chừng lẹt mắt nhau nha. Lẹt chứ. Nhưng mà vô đứng đây nhìn xuống thấy không? Thấy chứ, đó. Đùa hay dữ ta, tình yêu mãnh liệt không cả nhà? Tình yêu mãnh liệt. Anh đứng đây mà anh càng trăm mét, càng ngàn mét, càng vẹn. Vẫn nhận ra hả? Vẫn nhận ra. Hay dữ ta. Anh đứng đây mà anh nói anh nhìn thấy người yêu của anh. Nhưng mà mình thì mình chưa thấy mặt người yêu của Vương đâu cả nhà, cho nên mình nhìn không ra. Không. Nhưng mà Vương đứng đây Vương nhìn thấy không? Hả? Thấy. Vương thấy hả? Nhưng mà bây giờ là mình chưa tiết lộ là người yêu của mình là ai. Gì hả? Đúng. Và thì bây giờ là hiện tại là giấu mặt phải không? Kênh của Vương cũng chưa chưa có luôn. Chưa lên luôn. Trên kênh mình cũng không xuất hiện luôn nha cả nhà. Nói chung là bí mật. Bí mật. Thì từ từ Vương sẽ bật mí cả nhà. Vương sẽ bật mí và vợ Vương làm gì, đó. Công việc gì và sinh sống ra sao như thế nào thì sẽ cho biết sau. Đó sẽ là một cái video còn, riêng. Năm trước là Vương không có yêu. À đó nè. Vương phải yêu. Phải đó. Cả nhà biết sao không? Bây giờ là bạn Vương đứng đây với mình là phải đính chính lại với cả nhà là có nghĩa là năm ngoái là bạn Vương có quay video chung với mình là bạn Vương có nói là Vương không yêu nữa đâu, đau lòng lắm. Tại nhưng mà anh đau lòng thiệt á, đúng không? Thời đó thất tình hơn, tình yêu đau lòng. Bây giờ là năm mới rồi, đổi mới rồi, bây giờ bạn Vương có người yêu rồi, nhưng mà Minh cũng không quay người yêu của bạn Vương đâu, quay mình Vương thôi. Thì Minh cũng không biết người yêu của bạn Vương là ai, mà cả nhà mình cũng không biết là ai luôn. Thì cái đó để chờ bạn Vương công bố một cái video riêng hả? Đúng rồi. Được. Công bố một cái video riêng. Vương có chiều ghê mà hay chứ nè. Hay á, chúc mừng bạn Vương nha. Cảm ơn bạn nhiều. Hay quá. Rồi bây giờ sao? Bây giờ đi đi xuống, đâu xuống tắm tiếp hả?
Minh là chuẩn bị đi coi hỏi mấy cô rồi phỏng vấn tí xíu rồi ăn bánh tráng này nè. Ở đây là bãi biển ở đây là không có kinh doanh và buôn bán ở trên đây. Đúng rồi, không có cho. Bán dạo thôi. Lâu lâu mấy cô bán dạo thôi. Xách đồ đi dạo hoặc là mình mua, mình cầm đồ xuống đây và mình ngồi ăn. Tại ở đây là không nguyên rất là xinh đẹp, là không có cho ăn uống. Nếu mà cho bán buôn bán ăn uống á, thì nó sẽ ra ô nhiễm môi trường. Đúng rồi. Ô nhiễm môi trường thì không ở tỉnh Ninh Thuận là không được đẹp nữa. Đúng rồi. Có nghĩa là nãy giờ là mình thấy là mình cũng có nói với khán giả là biển rất là sạch. Có nghĩa là mọi người có cầm đồ ăn xuống ăn hoặc là có mua đồ ăn dạo á, thì trải bạt ra ngồi ăn. Đó thấy không? Ngồi ăn từng khu rác là thùng rác kế bên bỏ vô luôn. Đúng nên rồi. Cái bãi biển rất là sạch cả nhà. Cả nhà cũng thấy mấy cô mà bán là mấy chú dân quân là dẹp hết liền, cho nên là chỉ có bán dạo thôi cả nhà. Thì bây giờ bạn Vương cứ chơi đi nha, mình tiếp tục mình đi một vòng tí xíu. Đây. Dẫn em hàng xóm đi vòng vòng. Bye bye bạn Minh nha. Ok. Bye bye cô hàng xóm nha. Ok, chúc Vương đi chơi vui vẻ. Và cũng chúc khán giả trên kênh của Vương chiêm ngưỡng bãi biển Ninh Thuận. Có quay không? Hả? Bây giờ không, có quay không? Không có quay. Không vậy à? Trên kênh của mình. À. Bye bye nha. Ok ok. Để bây giờ mình sẽ đi một vòng nha cả nhà. Đi đi Nguyên đi. Nãy giờ mình nói chuyện với Vương nên Nguyên nghe ra. Wow, ngon quá. Đói. Đang chào mấy cô chú, đang đói. Hả? Thôi nói vậy chứ ai ăn kỳ quá. Hả? Bãi biển. Ủa rồi cái nào bán rồi cái nào ăn? Ăn không à hả? Chứ không phải bán à? Bán là nhà. Hả? Trời. Gì hả? Là nhà mình là ngồi ăn luôn hả? Đã quá cả nhà ơi. Hả? Wow. Dạ, được rồi cô. Ủa cô có thường hay đi xuống đây không? Ý là mấy cô bán hết luôn hả? Ờ. Bán hết rồi dân quân dọn quá thôi ngồi ăn luôn. Vậy hả? Vậy hả? Dạ. Tại bữa nay biển giữ không không gian biển xanh sạch đẹp mà. Không, con nói giỡn mấy cô ăn con đi vòng vòng. Đi review rồi cho khán giả xem chứ. Đi ăn vui cho ăn biết này miếng ruột nè. Con miếng ruột đi ăn nha. Ừ, mấy cô là bán ở đây xong rồi ngồi ăn luôn cả nhà. Ở đây là buổi chiều là thường là thời điểm cuối tuần rồi đông ha. Hả? Đông. Dạ. Nhật á nó mà đông. Dạ. Qua, giờ đầu tuần mà không có đông ha. Dạ. Dạ. Ăn cái gì là con thấy con. Dạ, được rồi, được. Mấy cô ăn đi. Mấy cô ăn đi. Có mà ngại không? Có ngại gì đâu nhưng mà con phải đi một vòng review khán giả rồi chứ. Ăn là no mới có sức đi review chứ. Ừ. Sao cô biết con vậy? Con theo dõi bài à. Hả? Gì hả? Em lần xếp là chị theo dõi ăn đi, nói chuyện xíu hả, nói chuyện xíu hả. Là con bây bà vậy đồ đó. Hả? Hai chị hết đũa rồi, nó về đúng không? Hả? Đi làm nó về. Dạ dạ được rồi cô. Đó thiệt luôn không? Bảo thiệt. Dạ dạ, con biết rồi, con biết rồi. Mấy cô là mấy cô mình tưởng đâu là mấy cô xuống chơi mà ra là ngày nào mấy cô cũng xuống đây bán hả? Mấy cô ở đâu? Trong nhà là ở trong nhà. Ông Hải luôn hả? Đồng Hải rồi mình đi xe máy ra đây. Ra cái số nhiêu? Hả? Cái bên này. Đi ra đây bán. Nhìn tướng khách rồi. À những tại mình đâu nghĩ là đang đi bán mà Bành đang ngồi ăn gì đâu cả nhà. Bữa nay nghỉ, bữa nay nghỉ xa hơn. Mình nghỉ xa hơn. Mệt quá hả? Bữa nay xa hơn. Bán được bán được ngồi ăn luôn. Dạ. Bán được thì bán, còn bán không được Bành ra ngồi ăn luôn cả nhà. Thoải mái lắm, không có nó áp lực gì hết. Bán được thì bán được thì ngồi ăn. Dạ dạ. Ồ ở đây giờ này con thấy mọi người tắm đông ghê cô. Không ai dám bán đâu. Dạ. Bán đông vậy xuống hút rồi này. Dạ đúng rồi. Ăn mà kiểu như giữ gìn vệ sinh đó cả nhà, sợ người ta bỏ đồ đó. Nhưng mà ra bữa nay người ta có ý thức hết à, ăn xong người ta dọn vô có mấy đứa nhỏ rồi thôi chứ. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Thì ở biển là kiểu đông người có người này người kia cả nhà. Dạ. Rồi mấy cô ăn chơi nha, con đi vòng nữa. Dạ, ăn đi con. Biết rồi. Con đi một vòng cái đã, quay xong rồi tí nữa con cũng quay lại đây à. Đúng. Con đi một vòng cái. Dạ. Mà có nhà mình nha.
mời cả nhà. Bánh tráng ngon lắm. Mình ngồi đây á, mình hóng gió, mình ăn cái bánh tráng xong tí nữa mình dắt cả nhà mình đi lên quảng trường. Mình sẽ ăn bún mắm nêm đặc sản của Phan Rang. Ôi nóng. Đặc sản của Phan Rang cả nhà. Ngủ nè, cách 3 ngày nó mới lên, mới thấy được sáng á. Vậy hả? Ừ, mới thấy được sáng nó quảng cáo của hủ rồi. Làm thêm đi. Làm thêm đi. Ngồi dưới đây mát lắm. Mấy cô ở đây á, mấy cô bán dạo kiếm sống rồi cả nhà. Mấy cô sợ mình quay phim á. Mấy chú không có cho bán nữa. Nghiêng á. Mình ngồi không gió ăn bánh, ăn cái bánh tráng không tí mình dắt cả nhà mình lên ăn bún mắm nêm nha. Đặc sản Phan Rang ở quê mình á. Mình xuống đây mình hay đi ghé vô ăn bún mắm nêm lắm. Hoặc là bánh canh chả cá nè, bún mắm nêm nè. Rồi đặc sản về ví dụ dông, thịt cừu, thịt dê rồi nhiều lắm. Xung quanh đây cũng có nhà hàng rất là nhiều đó nha. Ở Phan Rang này là nhà hàng nhiều nhất. Ừ. Ăn với nhậu rồi là đầy đủ hết mà. Quán ăn quán nhậu nhà hàng nhiều lắm. Về các tỉnh là Phan Rang là quán nhiều nhất mà. Có cái quán nào Phan Rang đầy hết mà. Chúng ta quán mà bữa đây nhậu ít anh à. Giờ này mà người ta vẫn còn ngồi tắm luôn đó cả nhà. Tối tối là ăn. Ừ. Bữa đây ông anh nhậu á, phải 8 triệu luôn, đi chiếc hẹt á, ý mà hẹt á. Phải 8 triệu là nhẹ, giá nhẹ, nó thảo nhẹ, nếu mà thảo mạnh thì đi, chiếc hẹt có phải 20. Thảo giá mềm thôi, 8 chai. Anh mua cho ai vậy? Anh. Cả nhà mình ơi. Cầm cái ly đậu hũ lên, tự nhiên cái mình nhớ tới ngoại của mình cả nhà. Ngày xưa. Sao em cừ? Ngày xưa nội gánh ngoại. Sao? Ngày xưa ngoại sao? Ngoại gánh anh dày. Vậy là thấy chị Nghiên nữa. Ngày xưa ngoại sao? Ngoại anh bữa anh kể em rào để em kể sao, em nha. Sao? Cầm ngoại, lên đổ. Cầm ấy là sao? Gánh dày. Ở trước là cái ấy đậu hũ. Ở sau là anh ngào hỡi anh khóc thì nội ngoại múc ra cho anh ăn rồi vỗ. Ngày xưa cả nhà là mình còn nhỏ lắm, ba mẹ của mình khổ rồi bắt đầu cái đi làm rồi giao mình cho ngoại giữ, thì ngoại mình là làm nghề bán đậu hũ này nè cả nhà. Đấy, vậy cho nên là cứ ở đằng trước á, là một tỉnh đậu hũ, đằng sau là mình. Có khi là đằng trước là Minh, còn đằng sau là một tỉnh đậu hũ. Cho nên á là mỗi lần mà Minh đi ở với ngoại là cái ngoại mà bán đậu hũ ế nha, là bắt đầu ăn ngoại cho ăn sẵn ăn riết. Và bây giờ mình lớn mà mình cầm cái ly đậu hũ là mình nhớ tới bà ngoại của mình cả nhà, cho nên bây giờ mình thương ngoại dữ lắm. Đấy, mời cả nhà mình nha. Phải lần anh ăn cái này em thấy anh khóc à? Phải không? Phải hai lần à? Cảm động xém khóc luôn cả nhà. Mời cả nhà. Đã cảm giác ngon cả nhà, nhưng mà hình như thiếu chân châu vậy hả? Chân châu hả? Không phải thạch gì đó. Dừa hả? Không ở đây rừng không. Là nước dừa đâu? Nước cốt dừa đúng không? Ngon mà, ở đây không ai chê á con à. Vậy hả? Không, con không có chê, nhưng mà kiểu hơi bị thiếu á. Hơi bị thiếu. Quay mấy người á, quay cô bất cười luôn rồi. Quay mà lên mà cô gắt. Vậy hả? Sao con quay con không chịu? Ăn đi. Ngon. Mời tí anh em mình sẽ đi lên ăn bún mắm nêm nha cả nhà. Tối rồi. Giờ này trời tối rồi. Có ông ta lên nè. Ta xuống kể, ta tắm kể. Ở đây tắm tới 8 giờ rồi nè. Mùi nè, tắm có 8 giờ còn mùi ở đây. Mùi nè, những giờ đó. Cả nhà mình ơi, bây giờ là mình với em Nguyên sẽ đi lên
đi lên ghé qua bên chỗ ăn bún mắm nêm cả nhà. Đây cái nhà hàng nè, nhà hàng mình nói với mình nè, mình nói với cả nhà mình nè, cả nhà thấy không, mình nói với cả nhà mình cái nhà hàng kế bên bãi biển luôn, tắm biển xong mình lên đây mình tắm nước ngọt xong mình ăn uống luôn cả nhà. Nó có cái hotel kế bên to lắm cả nhà, mình ngủ lại đó cũng được. Thôi anh ngủ lại đi, bây giờ đi mời cả nhà cùng đi nha. Đây nó mới mở anh à? Lâu rồi. Lâu là bao lâu? Lâu rồi nghĩ sao vậy? Để em về em sợp lại để em cãi với anh. Con Nana Liêu nó mới khai trương, nó vô đây mà con nó mới có. Khai trương mà may đổi chủ thì có. Không biết nhưng mà nó mới nè. Trời, lúc em đi cùng một sơ xài đâu có vậy đâu. Bún mắm nêm mình có kêu ra đây, quay cho cả nhà coi. Đây là mình có cầm thịt với lại tai heo cả nhà, với lại cái đây là chả, còn đây là nem nướng cả nhà ơi, rau ăn kèm đây, còn đây là tô mắm nêm này cả nhà, mắm nêm cà pháo nè, cả nhà thấy đã không? Mời cả nhà mình nha. Nguyên với mình sẽ làm tô bún cả nhà, tại vì ở bên kia đang bên công viên đang mở nhạc á, nãy giờ mình phải canh chừng mình quay cả nhà, không có quay nhiều được á, sợ dính nhạc á. Đây quay cho cả nhà coi cái này mình bỏ vô nha, tai heo nè, đấy bún nè, bún tai heo, chả, cà, rồi có xoài đấy, rồi có cà dĩa, mình bỏ cà dĩa vô luôn cả nhà ơi. Đó, dưa leo, rau muống là quá trời luôn, rất là hấp dẫn luôn. Đối diện có giờ công viên 16 tháng 4 cả nhà, đối diện luôn, kế bên quán bia lúp. Em mang về bỏ vô mời cả nhà mình nha. Ở ngay đối diện công viên 16 tháng 4 của quán nem của cô, ở đây là nổi tiếng lắm cả nhà, ngon ai cũng biết hết. Mời cả nhà mình nha. Mình rồi với bạn mấy anh em hay ghé xuống đây ăn lắm, lần nào đi cũng ghé ăn hết, cô biết mặt rồi. Mình thích cái món mắm nêm là do cái mắm nêm á, mắm nêm ngon, càng ăn nó càng cuốn à. Có cái mắm ngon mình ăn có lại rau rồi đa dạng. Kêu một ký bún à, ký bún hai anh em ăn nát nữa. Em caramel nãy giờ no chưa? Có hả? Tại mình phải cho em caramel ăn trước để em mới đói á cả nhà. Nãy giờ nhạt quá chứ không là mình quay xong rồi không? Nhạt quá mình không dám quay. Mời cả nhà mình nem nướng nha. Ăn nướng rồi. Được rồi. Chắc xuống nhà không ạ? Hy vọng là vậy. Đi từ chiều giờ vòng vòng dưới biển rồi, không có ăn được. Ăn được miếng chán rồi. Giờ đói bụng rồi. Quán nó còn đông. Anh thấy tối nào cũng đông ở đây mà. Anh thấy người ra người vô liên tục. Có người này ra là người kia vô cả nhà. Ra vô liên tục nữa. Tai heo giòn. Cắm cái này. Lâu lâu anh xuống đây anh ăn rồi nha.
Đúng, bún mắm nêm là đặc sản quê mình, nó mình ăn mà mình không ngán. Cái này dễ ăn anh. Ừ. Mình thấy khách du lịch tham quan thường hay ghé xuống đây ăn đó. Không ạ. Cả nhà Minh với lại em Nguyên á, sau khi ăn bún mắm nêm xong thì hai anh em vô tình phát hiện ra một cái đoạn đường này người ta trang trí để chụp hình đó cả nhà. Cả nhà thấy trên đây là có chữ Phan Rang Tháp Chàm. Đấy, người ta trang trí gì trái tim màu hồng như đây. Hai anh em đi ngang qua đây, ở đây là quảng trường á, cho nên là thấy dễ thương quá cho nên là ghé vô đây luôn. Sẵn mình kết thúc video ở đây luôn cả nhà. Đấy, thì hôm nay anh em mình cũng đi dạo biển rồi ăn uống, cũng chia sẻ với cả nhà một cái video. Thì cũng rất mong cả nhà mình xem video thì yêu quý thì hãy like và đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ anh em tụi mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Video khá là dài, anh em mình xin phép kết thúc video tại đây cả nhà. Giờ này khá là tối rồi, mình về là mình phải edit video buổi tối nữa. Đêm nào mình làm cũng tới 12 giờ 1 giờ khuya mình mới ngủ cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bữa nay em Nguyên đi chơi thấy sao? Vui hả? Vui, thoải mái, mát. Phải không? Đi xuống biển mà có một cái ăn bánh đồ thì cũng hơi bất tiện xíu cả nhà. Nên mà cả nhà mình mà có đi chơi á thì mình mua mang theo đồ ăn, mình ăn mình nhớ mình bỏ vô sọt rác để mình giữ gìn vệ sinh cộng đồng chung nha cả nhà. Tại vì mấy cô ở đây thì bây giờ là không có bán đồ được nhiều á, tại vì chủ yếu mấy cô bán dạo thôi cả nhà ơi. Còn mình muốn ăn thì mình lên cái khúc trên quảng trường, lên gần nghe hồ cá công viên 16 tháng 4 đấy, thì mình ăn để cho thoải mái nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Anh em mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà nha.